những con nào mà nó... đó các bạn thấy không, nó sẽ vồ những con khác ngay lập tức, hải hồ cũng như là chuột Mỹ mà lên trên tầng mặt đấy, và con hổ đấy các bạn thấy không. Hello, xin chào tất cả anh em đam mê đồng ngư nhá. Hôm nay rảnh rỗi làm một cái clip ngắm cá và gọi là nhẹ nhàng thôi các bạn. Mình sẽ cho cái đàn cá của mình nó ăn cám thôi, bởi vì bây giờ cái thời nay thì không có tôm dế gì đâu. Mình chủ yếu là cho đàn cá của mình ăn cám thôi. Thì ở trong hồ này của mình ấy thì hai con rồng này nó không ăn cám các bạn ạ. Trong đàn cá của mình đây ấy, chỉ có bọn chuột Mỹ ăn cám này, rồi là cá hải hồ ăn cám này, cá mèo ăn cám này, và cá lau kiếng ăn cám. Thỉnh thoảng thì có một số con cá hổ nó sẽ ăn cám. Từ trước đến nay thì chủ yếu là mình cho ăn cám của bọn cá dĩa là chính. Cám cá dĩa nó có hai loại các bạn ạ. Nó có một loại nổi và loại chìm. Đây là hai loại các bạn ạ. Đấy, hai loại thì cái loại bên tay trái của mình đấy thì nó là cái hạt của nó là nổi, tức là nó không có chìm. Tức là nếu mà để lâu ấy thì mà ngấm nước ấy thì nó sẽ chìm. Hoặc là ví dụ con cá mà nó quẫy đuôi hoặc nó làm động tác gì mà nước nó sóng sánh ấy, thì nó sẽ chìm. Còn cái hạt mà bên tay phải của mình đây ấy, đây này, cái loại này này, đấy là mình thả vào là nó chìm luôn. Các bạn chú ý là ở cái dấu hiệu để nhận biết ấy, thì cái nắp của cái cám chìm ấy thì nó sẽ chìm, nó tròn như thế này. Còn nắp của cái cám nổi thì nó sẽ có cái gồ như thế này. Thì từ trước đến nay mình dùng rất là nhiều cái loại cám cá dĩa rồi, nhưng mà mình trong hai cái loại này thì mình lại thích nhất là cái loại bên tay phải của mình đây. Cái loại này nó rất là thơm và nó chìm. Còn cái loại này thì nó không thơm bằng và nó nổi. Thì tại sao mà mình lại mua loại này? Bởi vì từ trước đến nay mình, ngày trước kia mình nuôi cá dĩa thì mình chủ yếu mua cái loại này để cho nó ăn thôi. Trong cái quá trình mình đi mua loại này thì người ta hết hàng rồi, nên là người ta chỉ còn cái loại này, nên là mình cũng lấy về mình thử cho nó ăn thử. Đấy, thì khi mà mang mua về cái này thì mình thả vào mình mới biết là nó nổi, chứ còn đầu tiên thì mình cũng nghĩ là nó chìm. Bởi vì sao mình lại mua hai cái loại đó là bởi vì ấy, trong cái hồ cá có những con ăn nổi và có những con ăn chìm, chứ không phải là lúc nào con có con ăn chìm hay không. Ví dụ như là bọn cá chuột Mỹ ấy, thì chủ yếu là nó ăn chìm là chính. Còn cá hải hồ ấy, thì chìm nó cũng ăn mà nổi nó cũng ăn, mà ở giữa tầng giữa nó cũng ăn. Còn ví dụ như là một số bọn cá lau kiếng ấy, thì có một số con ăn này trên chủ yếu là ăn nổi và có một số con này ăn chìm. Hai cái loại cá vừa nổi vừa chìm cũng rất là hay ở cái chỗ là nếu con nào ăn nổi thì nó ăn ở tầng trên, còn con nào ăn chìm thì nó ăn ở tầng dưới. Và các bạn chú ý một điều là khi mà cho cá ăn cám ấy là tuyệt đối không được cho ăn quá nhiều, bởi vì đặc điểm của cám ấy là nó ban đầu thì nó rất là khô, nhưng mà khi mà ăn vào trong bụng ấy thì một lúc nó mới nở ra. Thì đôi lúc mà cái con nào mà nó ham ăn ấy, khi mà lúc cám vẫn còn khô ấy, thì nó ăn nhiều quá nó no. Khi mà vào trong bụng ấy một lúc sau ấy, bắt đầu cá nó mới nở ra, nó mới bung ra. Rất là nguy hiểm cho con cá. Nếu mà một hai lần như thế thì không sao, nhưng mà nhiều lần như thế thì rất là có nguy cơ đó là bị sình bụng, tức là đầy bụng ấy các bạn. Tức là cám nó nở ra, nó căng quá, căng cái bụng quá, không tiêu được, cuối cùng là sình bụng là chết. Cái bọn cám này thì mình để ý là nếu như mà để nó thấm nước và nó nở ra ấy, thì bèo bèo thì cũng phải đến khoảng 5 phút thôi các bạn, 3 đến 5 phút. Và sau đây thì mình sẽ đổ gỗ cám vào trong cái hồ và mình sẽ cho nó ăn. Thì trong cái quá trình mà nó ăn ấy thì vừa ngắm cá và xem là cái bọn cá này nó đối xử với nhau như thế nào trong cái hồ này nhé các bạn nhé. Thì trước tiên thì mình sẽ tắt cái lọc đi, chứ không thì cám nó sẽ bị hút vào trong cái lọc các bạn. Mình tắt cái lọc đi. Ok, bây giờ mình sẽ đổ cám vào các bạn. Đó, mình đã đổ cám vào rồi đấy. Đó, và rồi bây giờ mình đã đổ cám xong thì các bạn thấy ấy, một số cám chìm thì nó đang chìm xuống dưới các bạn thấy không? Đấy, những cái hạt cám nào mà nó chìm xuống dưới, thì còn ở trên mặt này kia là những cái loại mà cám thứ hai đấy. Cái loại mà cám cắn nổi. Khi mà từng hạt cám rớt xuống ấy, chia đều ra những con nào mà nó... Đó các bạn thấy không? Khi mà có một cái hiện tượng quẫy như thế thì bắt đầu những cái hạt cám nổi ở bên trên ấy nó mới chìm xuống.
và nó chìm như thế thì bắt đầu cái bọn kia nó mới ăn, nó mới phân tán cho nó ăn. Chứ nếu mà vất xuống cùng một lúc nó chìm hẳn ấy, thì có một số con nó sẽ ăn nhanh hơn. Đặc các bạn chú ý những con hải hồ nó ăn rất là nhanh đó, đặc biệt là con albino các bạn thấy không, nó ăn rất là nhanh, nó ăn như thế thì có nguy cơ mà sình bụng rất là cao. Thì khi mà nó chia con cá huyết long mà nó quẫy như thế, nó làm cho cái cám nó rụng hết rồi. Thì các bạn nhìn thấy ở phần trên mặt của cái phần con huyết long này, nó rụng hết rồi, nó không còn cám nổi nữa. Bên con kim long kia thì cám nổi vẫn còn. Đảm bảo nếu mà cứ để nguyên thế kia nhá, thì rất là lâu nó mới chìm, cỡ khoảng 10 phút nó mới chìm các bạn. Thậm chí là nó không chìm luôn. Chính vì vậy là thực ra thì nó chìm, nó vẫn chìm. Để lâu quá thì nó cũng chìm, nhưng mà đôi lúc mà nó lâu chìm quá thì mình gọi nó là cám nổi đi cho nó dễ. Mình phân biệt hai loại là cám nổi và cám chìm. Đàn cá cũng giống như con người của mình cũng vậy, nó là một cái hệ gọi là cộng đồng. Thì ở ngoài cuộc sống của mình ấy, thì con người mình đối xử với nhau như thế nào thì đàn cá này nó cũng tương tự như thế. Ví dụ như ở ngoài thì cũng có người tốt, người xấu, cũng có người khỏe, người mạnh, cũng có người hiền, người dữ. Đấy, rồi là cũng có người như thế này, người thế kia. Thì trong cái đàn cá cũng vậy, thì các bạn cứ quan sát chúng nó sẽ đối xử với nhau như thế nào trong cái hồ cộng đồng. Đấy, đây là một cái môi trường mà chúng nó được ăn thì chúng nó sẽ đối xử với nhau như thế nào, thì các bạn cứ để ý xem. Có cái sự va chạm, có cái sự mà giao thoa vẫn lẫn nhau, có những cái tiếng nói chung vẫn nhau ở trong cái hồ cá. Ví dụ như là đặc biệt là ở bên phần con huyết long thì các bạn thấy không, ở trên tầng mặt. Như vừa rồi tại sao con huyết long nó lại quẫy là bởi vì là một số những con hải hồ hoặc là một con cá nó lên tầng mặt nó ăn và nó rơi vào cái phạm vi quản lý của cái con huyết long ở trên tầng mặt, nên là con huyết long đó lúc đó nó đã sẽ đang đuổi một con cá nào đó là vồ. Bởi vì nhanh quá mình không nhìn thấy, thì các bạn xem ở trên clip ấy và chút nữa mình sẽ xem lại, thì con huyết long nó sẽ đuổi nó vồ một con cá nào đó, nên là quẫy như thế thì nó sẽ bị rụng cái cám xuống đó. Thì đó là một cái sự đối xử với nhau đấy, đối giao tiếp với nhau bằng cái ngôn ngữ con cá, nó không bằng ngôn ngữ lời nói mà nó bằng cái ngôn ngữ bọn cá nó tự hiểu lẫn nhau, các bạn thấy không? Ở trong cái bên con huyết này này, đố con nào dám lên trên, trừ ngoại trừ cái con cá lau kiếm bự kia thì nó mới lên trên, còn không con nào mà dám lên trên. Mà con nào mà dám lên trên tức là con đấy rất là gan dạ đấy. À, để mình cho thêm một ít cám nữa lên trên mặt của con huyết đi để cho các bạn xem. Chứ không thì nó lại do nó rụng quá này, nó làm cho bị rụng rồi. Đó, mình đã đổ một ít lên rồi thì có một số nó đã nổi trên mặt để cho các bạn xem là cái sự giao tiếp của bọn nó như thế nào. Riêng ví dụ như là bọn cá hải hồ thì nó biết được là ở trên tầng trên đấy là con huyết long nó quản lý rồi nên nó không dám lên đâu. Nhưng mà đôi lúc có những con nó liều quá thì nó lên đấy, các bạn cứ để ý con huyết ấy, nó sẽ vồ những con khác ngay lập tức nếu như mà dám lên trên mặt. Lên gần trên mặt ấy thì có thể là không sao, nhưng mà lên đến tầng mặt ấy mà con nào mà đấy các bạn nhìn đó, nguy hiểm đấy, con huyết long nó đang rình đấy. Còn ở bên phía bên kia ấy, bên kim long ấy thì chủ yếu là có con cá lao kiếm kia, cá lao kiếm nhỏ nó ăn ở trên tầng mặt các bạn. Ở trong này ấy, thì trước kia ấy là con cá lao kiếm nhỏ và cái con cá lao kiếm vừa thì nó chủ yếu là ăn ở tầng đáy thôi, nhưng mà dạo này thì nó ăn ở trên tầng mặt. Còn con cá lao kiếm bự này ấy, thì chủ yếu ăn ở trên tầng mặt chứ lại không ăn ở dưới tầng đáy. Còn khi mà nó ăn rêu tảo ấy, thì nó mới chỗ nào có rêu tảo thì nó mới ăn thôi. Còn nếu như ăn cám ấy, thì chủ yếu là con lau kiếm bự là nó ăn ở trên tầng mặt chứ nó không ăn ở dưới tầng đáy. Đấy thì các bạn thấy cái sự giao tiếp của chúng nó với nhau. Ví dụ như là con chuột Mỹ ấy, thì chủ yếu ăn ở tầng đáy thôi. Khi mà cái hay của cái việc nuôi cá đó là khi mà cho cá ăn ấy, và chúng ta ngồi thật yên tĩnh đấy, hoặc là chúng ta có một cái mở nhạc nghe, hoặc là chúng ta ngồi yên tĩnh và chúng ta ngắm con cá ăn ấy, thì chúng ta sẽ thấy được những câu chuyện ở trong cái hồ cá nó giao tiếp với nhau, nó xung đột với nhau, nó có những cái thông tin với nhau đấy. Ví dụ như các bạn thấy là một số những con nó ở bên con kim long ấy thì nó hiền hơn, con huyết long thì nó dữ hơn. Đấy, các bạn thấy không, khi mà con kim long ấy thì những cái con cá mà nó lên trên tầng mặt đấy thì nó lại con kim long nó lại không thèm sờ gáy, nhưng mà riêng con huyết ở bên phần con huyết ấy thì con nào mà lên trên mặt đấy thì nó sẽ đuổi nó dí ngay. Nhưng mà đặc biệt là con huyết long nó rất là ghét bọn hải hồ cũng như là chuột Mỹ mà lên trên tầng mặt đấy, và con hổ đấy các bạn thấy không,
Thì con cá hổ nó rất là sợ con huyết, nhưng mà vì đói quá nên là nó cũng cố gắng nó lao lên trên và nó ăn được một số hạt cám đó, để mình thả thêm một số cái hạt cám của cá két đấy các bạn, cám nổi. Cám của cá két ấy là cám viên nó to hơn và nó nổi lên trên mặt nước, thì mình thả bên trên đấy thì để cho con hổ nó lao lên cho các bạn xem nhé. Cái sự ấy các bạn thấy không, không biết là nó đuổi con nào á. Cái sự giao tiếp mà rõ ràng nhất đấy là ở bên cái ngăn của con huyết, thì chúng nó có sự giao tiếp lẫn nhau rõ, rất là rõ ràng. Còn con kim long thì quá hiền nên là cái sự giao tiếp nó cũng rất là hạn chế. Thì các bạn để ý như một số con cá hổ nó liều, nó lao lên nó để nó vồ cái hạt cám to của cá két ấy, thì con cá huyết rất là dữ và nó rất là ghét, dám xâm phạm đến lãnh thổ nó. Mặc dù là cám ấy thì con cá huyết nó không ăn, tuy nó không ăn nhưng mà nó lại rất ghét những con khác mà xâm chiếm vào cái lãnh thổ của nó, nên là nó sẽ đối xử một cách thậm tệ luôn, nó đuổi nó dí luôn các bạn. Đấy là một cái sự phân chia lãnh thổ ấy. Những bọn cá khác ví dụ hải hồ hoặc chuột Mỹ hoặc là cá hổ ấy, nó cũng biết được cái điều đó nên nó cũng rất là sợ lên tầng mặt. Chỉ có cái con mà cá lau kiếng bự kia ấy, thì cái da nó dày quá thì con huyết long nó không làm gì được, thì nó cũng chả ngán gì nên là nó cứ lên tầng mặt nó ăn thì được. Thì chính coi con cá lau kiếng nó ăn như thế thì con huyết nó lại không thèm đả động gì đến. À các bạn thấy không, con huyết long nó đói quá, nó cũng đớp một miếng cái hạt cám của cá két, nhưng mà nó đớp xong nó nhai thì nó lại nhả ra. Còn các bạn thấy không, con cá mèo ở bên kia kìa, vừa rồi ấy thì nó ở bên này nó ăn hết cám ở bên này rồi, bây giờ nó sang bên kia nó lại ăn cám ở bên kia. Con cá mèo là một con cá trung lập các bạn, tức là đối với con cá huyết long hay kim long gì thì nó cũng dung hòa được, nó rất là hiền hòa, nó không va chạm với con nào cả. Ở trong này ấy thì con cá lau kiếng là một này, con cá mèo là hai này, là rất ít va chạm với những con cá khác. Còn những con cá mà ví dụ như là hổ ấy, thì hoặc là hải hầu ấy, là hay bị con huyết nó tấn công lắm. Và thậm chí thì một số con cá hổ nó cũng dí con hải hầu ấy các bạn. Ngày trước ấy thì cái con cá hải hồ albino ấy nó có một cặp nên là nó hay bắt cặp với nhau, nhưng mà từ khi mà bị con huyết nó dí chết một con hải hồ ấy thì bây giờ trong hồ của mình chỉ còn một mình con hải hồ albino thôi. Còn hai con hải hồ thường ấy thì nó hay bắt cặp với nhau, còn bây giờ con hải hồ albino ấy thì nó bị lẻ loi rồi nên là nó thường thường là nó hay đi chung với hai con hải hồ kia. Con hải hồ albino của mình ở trong hồ đây là con đực kia các bạn, bởi vì cái kỳ của nó rất là dài, cái kỳ trên ấy rất là dài và rất là đỏ, kỳ dưới cũng rất là đỏ luôn. Thường thường những con đực đấy là kỳ nó rất là dài và cái tương lai thì cái khi nó lớn lên thì cái đầu nó sẽ bị u, nó có u các bạn, nó u giống như là con la hán ấy. Chuột Mỹ chủ yếu ăn tầng đáy nhưng mà một đôi lúc một khoảnh khắc nào đó thì nó cũng lên trên tầng mặt, nhưng mà rất là ít lên trên tầng mặt. Đàn chuột Mỹ nhìn được rất là hay các bạn. Nếu mà thật sự mà nuôi được 10 con ấy thì nó bơi theo một đàn rất là đẹp. Chuột Mỹ ấy, thì theo cái bản năng của nó thì nó đi theo đàn các bạn. Nên là nuôi càng nhiều thì nó đi thành thành từng đàn rất là đẹp, và cái tốc độ mà khi mà nó chạy rất là nhanh nhé các bạn nhé. Nó phi như tên lửa ấy. Các bạn thấy cái nước cũng khá là trong và cái mặt kính rất là sạch, là bởi vì là cái bọn cá lau kiếng nó rất là chăm chỉ, nó làm vệ sinh rất là ok nên là mặt kính trên cái thành hồ rất là sạch luôn, không bị rêu tảo gì hết. Một số cái chỗ mà con cá nó không vào được ấy thì lúc đó mới xuất hiện rêu tảo thôi các bạn, còn đâu là ba con lau kiếng của mình rất là chăm chỉ. Có những con lau kiếng thì rất là biếng, thì những con biếng ấy thì mình đã loại nó ra rồi, mình không nuôi nữa, còn con nào chăm chỉ thì mình mới để trong hồ thôi. Nhưng mà bởi vì ấy là rêu tảo nó không kịp lên nên là bọn thường thường nếu như mà chỉ để ăn rêu tảo không ấy thì bọn cá không đủ đâu, bọn cá lau kiếng nó không đủ thức ăn đâu, nên là để lâu ngày ấy thì nó có nguy cơ là nó sẽ chết đói ấy các bạn. Nên là đôi lúc mình thả cám như thế này để cho bọn cá lau kiếng nó ăn đấy, thì mỗi một buổi mà cho cá ăn thì như vậy thôi. Các bạn sẽ ngồi ngắm cá và các bạn sẽ quan sát, sẽ hiểu được tập tính và tính của từng con một, và hiểu được cái sự giao thoa, cái sự mà kết nối giữa các con nó sẽ như thế nào với nhau, và các bạn sẽ nghiệm ra những cái câu chuyện ở trong cái hồ cá của mình.
có những cái câu chuyện nó giống như tương tự là cái sự giao tiếp ở ngoài đời của con người của chúng ta. Ok, thì clip này chia sẻ với các bạn là cái khoảnh khắc mà cho đàn cá nó ăn như thế nào và cái thú vui mà ngắm cá khi ăn như thế nào ấy, thì mỗi anh em có một cái trải nghiệm, mỗi anh em có một cách nuôi khác nhau, nhưng mà đều có một cái điểm chung, đó là rất là thích cho cá ăn và ngồi ngắm cá khi mà cá ăn. Đấy là một cái điểm rất là chung của anh em đồng ngư. Thì chúc cá của anh em khỏe và chúc hồ cá của các bạn đẹp để ngắm cá thật là tuyệt vời nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Bye bye.